được cho là bị nhiễm xăng nặng nhất, giếng nước nhà bà Cấn Thị Ngái khi lấy lên có thể đốt cháy. Gia đình bà còn dùng để chạy xe máy. Từ đầu năm đến giờ là nó mùi xăng liên tục luôn. Nó mùi xăng sặc luôn, đến nấu canh hoặc uống nước nó mùi sặc luôn. Tôi thì tôi không có biết là nó nhiễm trong nguồn nước, mà tôi cứ tưởng là nó ở bên cây xăng nó bay sang. Thế thì tôi cũng bảo cô Hằng bảo làm thế nào cho nó khỏi bay sang, nơi không có nhà tôi mùi sặc sủa chẳng không ngửi được. Thế thì cô ấy bảo là để rồi em khắc phục. Thế nhưng mà đến giờ ấy là không ăn nổi nước nữa. Gia đình anh Yên sống gần trạm kinh doanh xăng dầu Hồng Hạng phải dùng nước ở nơi khác từ nhiều ngày nay. Em cũng xuống giếng này, em lấy cái gạo ạ. Hớt lên được khoảng gần cái xô đó mà toàn là xăng đây này. Xong rồi em mới đem qua đó đem cho người ta để xét nghiệm. Xăng nó nổi hết, đa số là nổi hết lên rồi. Hầu hết các hộ dân sống quanh khu vực trạm xăng Hồng Hạng đều gặp phải tình cảnh tương tự. Không những không có nước sinh hoạt, nhiều ngày qua người dân nơi đây còn phải sống chung với tử thần do trạm xăng dầu Hồng Hạng nằm sát ngay trung tâm xã Long Hà. Còn đại diện của trạm xăng này thì chỉ phát hiện rò rỉ khi người dân đến thông báo. Trước kia là cái bồn này thì chúng tôi là người địa phương nơi đi qua lại hàng ngày thì nó biết là trước cái bồn là nằm cái phía dựng đang xây cái nhà mới là khu vực đấy, sau họ chủ hộ là muốn rời ra để làm cái nhà lên đấy là rời cái bồn sang cái phía bên này, cái phần đất bên chỗ cái xăng này. Do đó thì chắc là lúc thiết kế hay là lúc mà lắp ráp thì có thể là tôi nghi là cũng có thể là nó rò rỉ cái chỗ cái mối lắp ráp, tôi nghi là như vậy. Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an xã Long Hà lấy mẫu nước giếng của các hộ dân sống xung quanh trạm kinh doanh xăng dầu Hồng Hạng để gửi đi xét nghiệm mức độ ô nhiễm do xăng tràn vào. Ban đầu, cơ quan chức năng xác định bồn xăng bị rò rỉ sâu dưới lòng đất 10 đến 15 mét với bán kính khoảng 70 mét vuông và tràn vào giếng của hơn 10 hộ dân.